Ủa em. Anh. Ừ? Anh uống trà hay là uống nước cam để em pha? Cho nước trà nha. Dạ, giờ đợi em chút nha. Ừ. Tình hình của anh rất là nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn với chị. Cảm ơn chị. Chúng tôi xin chia buồn cùng với chị và gia đình. Rất mong là trong khoảng thời gian này chị sẽ cố gắng vượt qua. Tới bây giờ tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật. Cũng may là hôm đó tôi gửi hai đứa nhỏ về ngoại vài hôm, chứ không thì bây giờ tôi cũng không biết sống sao nữa. À, tôi thấy là trước nhà mình có camera, không biết là tôi có thể xin phép chị chiết xuất hình ảnh được không ạ? Dạ, anh cứ tự nhiên, tại tôi cũng không rành công nghệ cho lắm. À, mà trước hôm mà anh Long xảy ra chuyện á, thì camera nhà tôi có bị hư. À, mà chị nè, trước ngày xảy ra án mạng thì anh Lâm có những biểu hiện gì bất thường hoặc là anh có nói với chị gì không? Bà xã. Nè, uống nước cam cho mát. Cảm ơn ông xã nha. Không có gì. Alo. Cái gì? Sao cái thằng đó nó nhây quá vậy? Ok ok, tôi tới liền. À, anh đi có việc chút xíu nha. Qua ngày hôm sau, tôi chưa kịp hỏi là có chuyện gì xảy ra thì anh Long đã bị bắn. À, vậy chị có biết gì về các mối quan hệ bên ngoài của anh Long không? Chẳng hạn như là chuyện làm ăn hoặc là chuyện anh em bạn bè chẳng hạn. Tôi nói thiệt là tôi chỉ ở nhà làm nội trợ. Mối quan hệ của anh Long thì rộng lắm, tôi không biết hết được. Ủa, nhà mình đang có khách hả chị? Không sao đâu, hay là chú cứ vào nhà ngồi uống nước đã. Dạ em về, có gì mai em ghé. Dạ. Cái người vừa rồi là ai vậy? À, đó là em họ của chồng tôi. Chắc là nó qua thắp nhang cho anh Long. À, thôi tôi xin phép về. Chào chị.
Với những gì mà chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng đây là một vụ cố sát. Kẻ ra tay hẳn là người quen, hoặc cũng có thể là người được thuê để mà ra tay sát hại anh Long. Tôi nghĩ bây giờ bọn chúng đã cao chạy xa bay. Vì để sử dụng một vũ khí cấm để gây án, chắc chắn đây phải là một băng nhóm chuyên nghiệp trong việc thanh toán. Và những ngày qua, tôi có đi sàng lọc một số kẻ nằm trong phạm vi quản lý, nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Theo suy luận của anh thì nếu như sát thủ được thuê để giết người thì số tiền cũng không hề nhỏ. Theo tôi nghĩ bọn chúng không dạy gì mà chuyển khoản vào ngân hàng đâu. Đúng. Chính vì vậy mà chúng ta phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng đằng sau. Đồng chí Nhân, đồng chí hãy đến công ty Hoàng Long để xin danh sách những công ty hiện đang là con nợ hoặc là những đối thủ cạnh tranh của công ty này. Còn đồng chí Tấn, tiếp tục liên hệ người dân, xin chiết xuất hình ảnh camera an ninh quanh khu vực nhà của Hoàng Long. Rồi. Tội cho anh Long lắm. Anh Long là một người rất thương nhân viên, nhưng mà cái cách thương của anh là khác với các sếp khác, nên là dẫn đến là có một số nhân viên là hiểu lầm, gây thù hằn. Ý của anh nói như vậy là nhân viên ở đây có thù hằn với anh Long nhiều lắm hả? Dạ tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà trước cái ngày mà anh Long bị bắn chết á, là có một nhân viên cũ là đến công ty là đập phá. Chú bình tĩnh, cái gì cũng có đầu đuôi mà. Bình đứng gì đó, mày đừng có nghĩ mày làm lớn làm láo hay chưa. Bây giờ chú muốn cái gì? Ở đây là cậu chỗ làm việc hay chưa? Mày muốn không? Tao đốt cái công ty này đó. Vậy anh có thông tin gì của người này không? Dạ có chứ. Anh này là nhân viên cũ của công ty á, hình như là anh cũng là em họ của anh Long á. À, vậy anh có hồ sơ hay là thông tin gì của người này không? Tôi đang cần đó. Dạ, anh vui lòng đợi chút, tôi xin hồ sơ. Có phát hiện gì không? Tôi đã kiểm tra chiếc xuất camera gần khu vực nhà anh Long, và có một cam ghi lại được cảnh hai thanh niên lạ mặt xuất hiện gần khu vực này, và những hành động của họ có gì đó bất thường. Tôi muốn làm rõ danh tính của hai người này. Còn camera trước nhà anh Hoàng Long thì sao? Camera trước nhà anh Long thì không thu thập được gì cả, vì trước đó vài ngày camera nhà anh Long đã bị hỏng. Theo lời kể của thư ký của nạn nhân tại công ty thì trước hôm xảy ra sự việc thì có một nhân viên cũ đến tìm anh Long, sau đó hai người đã xảy ra cự cãi, và đây là hồ sơ của anh ta. Chào anh. Chào anh. Mời mấy anh ngồi. Dạ. Xin lỗi đã làm phiền anh vì sự đường đột của chúng tôi, nhưng mà có một số câu hỏi thì chúng tôi rất cần câu trả lời của anh, mong là anh sẽ hợp tác. Có gì đâu phiền, các anh cứ hỏi đi, tôi biết cái gì tôi sẽ nói mà. Anh có phải là nhân viên cũ của công ty Hoàng Long không? Dạ đúng rồi. Vậy thì lý do gì mà anh lại nghĩ gì? Tại vì tôi thấy công việc không có hợp với tôi nên tôi mới đút đơn xin nghỉ. Vậy thì tại sao anh lại đến công ty để mà xảy ra cự cãi với Hoàng Long?
sao sếp? Ý tôi muốn hỏi là tại sao anh lại đến công ty Hoàng Long để rồi giữa hai người lại xảy ra cự cãi? Cự cãi? Có phải chăng là giữa hai người đó có xảy ra mâu thuẫn gì trước đó chăng? Đâu có. Tôi với anh Long là vừa là anh em với lại vừa là mối quan hệ làm ăn, không bao giờ có cự cãi đâu. Với lại tôi đi công tác bữa giờ, tôi về thì anh Long anh đã xảy ra chuyện rồi. Nói vậy nghĩa là trước ngày xảy ra án mạng của anh Long thì anh không có mặt ở địa phương. Đúng rồi, tôi đi 5-6 ngày lận, đâu có biết là chuyện xảy ra như vậy đâu. Mất đi một người anh mà. Vậy thôi được rồi, cảm ơn anh. Chúng tôi chỉ muốn đến để kiểm chứng là anh có bằng chứng ngoại phạm thôi. Dạ. Thôi chúng tôi xin phép về. Dạ, chào anh. Ồ, hôm nay sao anh lạ vậy? Tự nhiên kêu tụi em đi cho đã rồi về tay không? Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Cậu cứ bình tĩnh, chẳng phải là chúng ta đã tìm thấy nghi phạm rồi sao? Ý anh nói vậy là sao? Thứ nhất, thư ký tại công ty Hoàng Long cho biết chính Hoàng Thanh là người đã đến công ty cự cãi với anh Hoàng Long, nhưng hắn ta lại chối. Thứ hai, biển số xe trong đoạn camera nên có ghi lại hoàn toàn trùng khớp với biển số xe của Hoàng Thanh, nhưng hắn ta lại nói là trong khoảng thời gian này anh ta lại không có mặt tại địa phương. Lỡ như có người giống người hoặc là ai đó đã mượn xe của anh Thanh để đi thì sao? Nếu nhầm người thì chúng ta cần phải có lời giải đáp. Trong lúc nói chuyện chúng ta có một số điện thoại lạ liên tục gọi đến, và tôi nhìn thấy anh ta thoáng đổi biến sắc. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là số điện thoại đó chỉ lưu bằng một chữ cái. Nếu như mà theo tâm lý bình thường thì chẳng ai lưu số điện thoại như vậy cả. Và hơn nữa, nếu đó là cuộc gọi bình thường thì anh ta chỉ việc nghe máy thôi. Đằng này anh ta lúng túng, thái độ kỳ lạ và liên tục tắt máy. Ý anh nói là số điện thoại đó của những kẻ mà Thanh đã thuê để giết anh Long. Nếu như tôi đoán không lầm thì có lẽ là anh ta chưa thanh toán đủ số tiền cho người được thuê. Và như cậu nói, số tiền đó khá lớn và bọn chúng không dạy gì giao dịch qua ngân hàng. Đó là lý do sẽ có một cuộc giao dịch khác. Đối tượng này từng có tiền án về tội trộm cắp và chiếm đoạt tài sản tại doanh nghiệp. Chính vì vậy mà hắn ta có nhiều kinh nghiệm để đối phó cơ quan chức năng. Chúng ta cần có một kế hoạch chắc chắn. Rồi bây giờ mày tính sao? Hơi bị lâu rồi đó nha. Anh em tao không có kiên nhẫn nữa đâu. Tao nói. Nó nói sao? Nó ràng tới đây. Tao không kiên nhẫn được nữa đâu nha. Từ giờ đến chiều không được, xử luôn cho đẹp trời. Đợi chút nữa coi sao. Mày ra ngoài kia canh chừng tôi cơm đi. Để tôi coi nó.
Sao lâu vậy? Kiểm tra đi. Ok, đủ. Nhưng mà hơi chậm. Lần sau anh em tôi không có đợi lâu như vậy nữa đâu. Không có lần sau đâu. Xong chuyện này, coi như tôi với mấy ông không còn liên quan đến nhau nữa. Vậy đi. Tất cả đi. Hoàng Thanh trả cho anh bao nhiêu tiền? 500 triệu. Mạng người đối với anh rẻ mặt vậy sao? Không có tiền sao sống cán bộ. Chạy súng từ đâu mà anh có? Tụi tôi được một người đàn anh cho. Người đó là ai? Đây là tất cả những gì mà tôi ghi theo lời khai của anh. Anh đọc kỹ rồi ký vào. Cán bộ ơi, ở đây có sự hiểu lầm chứ tôi có biết gì đâu. Anh còn lời nào để nói nữa không? Đó là những gì mà thằng khốn nó đáng để nhận lấy. Ngày tôi về công ty nó làm việc, vô tình mắc phải một lỗi sai lầm trong công việc. Tôi đã cầu xin nó tất cả bằng mọi thứ. Nó hứa với tôi đủ điều. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi vẫn phải đi tù vì tội chiếm đoạt tài sản. Tôi vẫn chấp nhận. Nhưng khi mãn hạn tù thì ôi, trời nắng thiệt luôn đó trời. Ủa, anh Tư mới tới hả? Được. Ngon nước chơi. Bữa giờ khỏe không anh? Thôi, khoan, chờ chút, để tôi rửa ly đi. Trời ơi, ly tôi mới rửa rồi. Thôi, mới ra tù mà. Gắng làm lại cuộc đời đi em. Dạ. Em cũng đang cố gắng nè. Giờ em kiếm việc làm để làm lại cuộc đời. Thương nhà vắng vậy? Vợ mày đâu rồi? Dạ nó đi ra ngoài rồi anh. Mà tao nói thiệt nha, tao sao? Thương vợ mày lắm á. Tao mới nói á. Anh nói gì? Ê lộn lộn, tao thương mày á, tao mới nói. Có chuyện gì? Lúc mày đi tù á. Dạ. Ông Long á, anh mày á, tò te tú tí mà với vợ mày lắm á. Nói thiệt vậy hả? Ừ. Mày có chắc không? Chắc. Thật là buồn quá đi. Đàn bà nó vậy em ơi. Lúc có tiền nó tới, không tiền nó xách đít nó đi à. Ủa đấy, cô ta đi về. Thằng chó, mày vô phải chứ? Mày hại tao cảnh tù đài chưa đủ hay sao? Còn bây giờ dám tính cướp vợ tao nữa hả? Sao mày xông chó mãi với tao quá vậy? Chú bình tĩnh. Cái gì cũng có đầu đuôi mà. Bình đứng gì nữa. Mày đừng có nghĩ mày làm lớn làm láo hay chưa. Bây giờ chú muốn cái gì? Ở đây là cậu chỗ làm việc hay chưa? Mày muốn không? Tao đốt luôn cái công ty này đó. Bảo vệ đâu? Mày, mày đợi đó. Thằng như nó, làm sếp thì bất nhân, làm anh thì bất nghĩa, chết là đáng. Còn đối với tôi, chẳng còn gì để mất.
về việc anh bị đi tù vì tội chiếm đoạt và lừa đảo tài sản. Nếu như mà anh Long có liên quan thì cơ quan chức năng đã không bỏ sót anh ta. Tôi nghĩ là anh đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Còn về chuyện gia đình, phải chăng đó chỉ là những lời nói miệng đời? Chưa gì mà anh đã nóng vội, hành động không suy nghĩ như vậy. Anh nói là lúc đó đã mất tất cả sao? Bây giờ mới là lúc anh mất tất cả.